Đã tức thì, nhưng mà nguyên tờ 500 ngàn sao xài ta, đi đổi cũng không dám. Cô mẹ tôi mua ra mà nó tới đọc sẽ lầm ra mà. Hay là đi mua gạo bưng về, đi thiệt xa chỗ nào mà không ai biết mình hết. Đúng rồi, tính vậy đi. Hay mua cho má cái áo lạnh, dạo này má cũng già, má đâu có áo lạnh nào ra hồn đâu. Mua thì có tiền mua rồi đó, nhưng mà lỡ má hỏi tôi biết trả lời làm sao đây. Kiểu nào cũng khổ vậy trời. Ngồi trên cỏ villa đó, tôi nhường chị cái ghế này nè. Thôi, em ngồi đi. Tôi phải đi rồi, chị qua đây ngồi đi. Đi đâu đó người đẹp lộ liễu. Ê, không có giỡn nha. Tên tôi mà mắc mớ gì bà cứ sửa hoài vậy? Vậy chứ con nào thằng nào đổi tên tao? Tự nhiên thêm chữ mo vô làm chết tên tới giờ luôn hả? Trời ơi, tên hổng đụng hàng. Mà công nhận nha, từ ngày có chữ mo sau chữ tư á, em thấy chị làm ăn khấm khá quá trời còn kêu ca gì nữa bà.
Có chuyện gì không? Có. Chuyện gì? Chuyện của con Ly á. Nó dở chứng hả? Chị dở chứng thì có. Nói gì nói cho đàng hoàng nha. Chuyện gì nói rõ coi. Con Ly hiện thời là lính của em. Nó đang làm việc cho em. Vậy mà chị gọi điện hẹn hò kêu nó đi khách. Có gì ai chịu trách nhiệm? Công an sờ gáy em. Chị thì vô can. Chị chơi kiểu chó cắn mèo quào gì vậy chị Tư? Trời ơi, khách khứa gì? Thằng cháu hụt máy chứ ai. Trời ơi. Ủa, ông đó không phải là khách chơi hả? Chẳng lẽ là tình nhân của chị? Ê, 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 nói chuyện vô duyên vừa vừa thôi nghe mày. Mà tao nói mày nghe, mới phi vụ đầu thôi là bị thua rồi. Nghĩ sao mà cả bo tao có 50 ngàn à, không đủ ăn tô phở nữa, lấy đâu tao chia cho mày? Ờ, vậy tiền con Ly đi với ổng sao? Dễ gì chị không thò tay vô. Suốt buổi chiều mấy tiếng đồng hồ, giá nhiêu? Tôi đâu có khùng như cô. Mới đầu mình phải thả chứ, để lúc sau mình dụ nó mới nghe lời. Hiểu không? Hả? Làm cái nghề này á phải hiểu tâm lý chút xíu, chứ không thôi là chết yểu à. Hiểu chưa? À mà nè, còn cái chuyện này nữa. Vụ gì? Muốn dụ con Ly á, ít ra phải bàn qua Tư một tiếng. Sao đi nói xạo để tôi mang tiếng gán nợ vậy bà? Chị, tại vì nó cương với em quá nên em buộc miệng nói vậy để giữ chân nó. Bộ nó qua nó bét chị hả? Tôi mà không lanh trí là bể dĩa cả đám rồi. Chị, em biết là chị giỏi, chị thông minh. Sợ. Em đội ơn chị ngàn lần luôn á. Sau này á, Ly nó kiếm tiền cho em á thì chị cũng có phần mà. Ê, có phải nói nha, tôi không có ép à. Dạ. Anh Đám ơi, ra dọn cái đống rác ở ngoài sân đi nè. Cười quá luôn, nó bay qua nhà tôi rần rần kìa. Nó đi lên đồng lên bóng rồi, không có nhà đâu mà quở. Thì ông ra dọn cũng được, quán xá phải giữ gìn vệ sinh chứ. Chuyện đó nó làm, tôi có chuyện tôi, chờ nó về đi. Vợ chồng mà toàn kêu mày tao không vậy trời. Sao chút lỏng vậy? Mấy con mẹ đồng bóc này có gì quý hay để trên bàn thờ? Xin lỗi nha, chị né vũng nước. Em có sao không vậy? Mai mà chị đi xe đạp á, chị mà đi hôn đau tôi chết chắc rồi. Mà em có sao không? Không sao đâu. Vậy là may rồi, thôi cho chị đi nha. Mà em thấy chị quen quen. Chị đi kiếm phòng trọ hả? Ừ. Mà chị đã kiếm được phòng trọ chưa? Vậy là chị gặp Mai rồi. Thôi chị đi kiếm chỗ khác đi, đừng có thèm chỗ này nữa. Chỗ này sao? Thì ở đây nè, có mẹ chủ nhà có năng, lơ ngơ như chị á, không có làm lại bả đâu. Bả dữ lắm đó, nhắm mở được không? Nghe không thì tùy chị à. Tôi đi đó. Cô ơi, cho con hỏi.
hỏi. Ờ, chỗ này có cho thuê phòng không? Ờ, cô biết được phòng rồi. Dạ, con cảm ơn. Ờ. Ở đây cũng người rồi em. Dạ, cảm ơn chị. Hỏi gì? Chị, phòng chị thuê ở đây á, là chị ở một mình hay ở với ai vậy? Hỏi chi vậy? Dạ, em thấy mấy phòng ở chỗ khác á, cũng giống giống vậy nè, mà mỗi phòng có tới 2-3 người ở lận. Rồi sao? Em đi vòng rồi, nhưng mà chỗ nào cũng đầy người hết. Chị có ai ở chung chưa? Một mình? Sao? Có gì không? Chị cho em ở ghép với chị nha. Em chỉ cần trải một chiếc chiếu thôi, với lại á em có thể giặt giũ, nấu ăn phụ chị cho chị. Không, cùng có quen ở với người lạ thì trước lạ sau quen mà. Em làm công nhân may ở gần đây, em ở chung với hai ông anh cũng không có gì, nhưng mà hơi bất tiện nha. Chị giúp em với. Đi kiếm chỗ khác đi. Chị Hoa. Hả? Ủa, xe hư hả? Đâu có. Chị, em hỏi nè, chị có biết phòng trọ nào cho thuê ở gần chỗ chị không? Ủa, em sống với anh Tuấn, anh Du, không tốn tiền phòng, sướng gần chết, còn tìm gì nữa. Dạ, nhưng mà tại vì á, em thích ở với chị em bạn gái không? Dạo này á, phòng khó kiếm lắm. Thôi, em ở đâu thì ở đó luôn đi. À, mà cuối tuần này á, có đêm diễn của Edison á. Thiệt hả? Thiệt. Chị nhớ mua vé nha, mua về em nữa ha. Ờ, biết rồi, thôi chị về nha. Khoan, chỗ chị á, là hết phòng thiệt đó hả? Trời ơi, ai mà thèm nói dốc đâu mà cứ hỏi đi hỏi lại hoài à. Hay là bị bẫy mà khủng bố tinh thần riết rồi, sợ bị quýnh ngang đúng không? Thôi về nha. Anh đẹp trai. Dũng gì anh? Ở đây có ai tên Lam không em? Anh dùng cà phê hay là bia? Anh uống gì nè? Nhỏ vừa người, nước da bánh ít, mắt tròn, đẹp lắm, dễ thương lắm. Ủa vậy chứ anh chê tụi em xấu quá hả? Bình thường mà muốn tụi em tiếp á hả? Không có dễ đâu nha. Ba bốn ngày nay tôi vô không biết ơn những quán như vậy.
Thật ra tôi đi tìm người quen. Có em nào biết không, chỉ giúp tôi đi. Tôi mang hơn rồi tôi đền đáp cho. Con gái hay vợ anh vậy? Có hình hay chứng minh gì không anh? Vợ cũng sàng sàng cả mấy em vậy nè, mà đẹp hơn. Ý anh nói là cổ đẹp mỹ miều hơn tụi tôi chứ gì? Không, không phải vậy. Tôi lỡ lời, xin em tha thứ. Đừng liên tôi sợ lắm. Tôi dân nhà quê mà. Ủa, chứ bộ anh giàu lắm hả? Sao nhà quê mà lại có vợ vừa trẻ lại vừa đẹp nữa? Ảnh giàu thì em đâu có bỏ ảnh mà đi. Rồi ảnh đâu phải đi kiếm như vậy. Thanh ha. Ủa, mà nãy giờ tụi em phục vụ anh đến khát khô cả cổ luôn rồi, mà anh không kêu nước gì hết trơn á. Ủa anh không khát hả? Một cái bia. Tụi em thì sao hả? Tụi em thì sao? Mấy em bán nước mà, mấy em cũng uống nữa hả? Trời ơi, anh mới khoe với tụi em 3-4 ngày nay đi mấy quán giống như vậy, mà bây giờ còn giả ngu giả ngơ nữa hả? Ngu thiệt hay ngu giả chứ cha? Chú bốn mới xảy vậy. Hả? Nghĩ sao vậy trời? Em sức nước khoe gì mà nồng nặng quá vậy? Lấy, lấy. Làm gì kêu réo ông sùm giữa đường giữa xá vậy? Mời công chúa ngồi. Thôi khỏi, tôi không phải công chúa. Vậy chứ, người đẹp muốn anh gọi mặt gì? Muốn gì á, thì anh vô đề lẹ đi. Tôi không thích ngồi nói chuyện ngoài này đâu. Người đẹp khó chịu quá, anh biết được đâu mà chịu. Tới quán sao nói chuyện riêng tư được. Tới phòng thì em không cho. Đi chỗ khác thì em không chịu. Ra đây cho lãng mạn chút thì em không thích. Anh nói gì á thì nói ngắn gọn đi, dài dòng quá tôi không có hiểu đâu. Tôi dốt mà. Thôi mà, đừng bán mỏ chi, tội nghiệp anh mà. Giờ này dân tình ở đây đông lắm, lại nhiều chuyện nữa. Anh nói gì thì nói lẹ đi. Mùa này dễ chịu, anh thích rồi đó. Thôi, tối nay anh ghé quán đi. Thôi, anh ghét bà Liễu lắm. Mỗi lần muốn gặp em phải tốn bộ tiền, thà để tiền đó đưa hết cho em còn hay hơn. Cảm ơn. Mai mình đi biển nghe, sáng đi chiều về. Biển? Ừ, thì biển Vũng Tàu, lãng mạn lắm. Tha cũng biển Tàu. Tôi ghét biển lắm. Anh đuổi ai khác đi đi. Sài Gòn nóng bức, ai cũng khoái ra Vũng Tàu, ra ngoài tắm biển, ăn hải sản, hít thở không khí trong lành. Sao lại ghét? Tôi ghét biển, anh chỉ cần biết như vậy thôi. Thôi được rồi, hay là mình về miền Tây, ăn trái cây nghe. Để coi. Thôi mà, lâu lâu anh mới được sống chung có một ngày. Em mà hẹn ngày khác là anh chết liền. Ngày mai nghe, đúng 6 giờ, anh chờ em ở đây. Em cầm đi. Nhớ, đừng cho bà Tư Mo biết. Bà biết bà đồng chi đó. Anh cho em 5 triệu, nhớ đừng chi cho ai nghe. Hiểu rồi. Mai nha. Bây giờ anh về đi. Lỡ bà Tư Mo bà thấy, giờ này bà hay ra tập thể dục lắm. Biết vậy sao em còn hẹn ở đây? Có canh giờ mà. Thôi, anh về lẹ đi, lỡ lộ chuyện. Uy tín nghe em, 6 giờ sáng mai đó. Cho anh leo cây là em ác lắm đó. Ê nhỏ, có bị sao không? Không sao hết á. Không sao mà cụ chỏ chảy máu rồi kìa. Mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy hả? Chị hỏi nhiều quá,
đường công cộng, ai thích đi đi, ai thích chạy chạy, bắt bớ gì tới chị. Mày đâm sầm vô tao, muốn sủi tai luôn rồi nè. Thì nói đại vậy đi, mày đặt đạo đức giả, có sao không nhỏ? Giống y chang con mẹ Tư Mo, khó ưa. Ơ, cái thằng kia, nói gì với mày? Tao là tao, y chang như mẹ Tư Mo là sao? Có phải má mày bán chú Chiên ở bên chung cư phải không? Biết quá rồi còn phải đặt hỏi nữa. Chắc là biết luôn cái vụ bà Tư Mo mới làm chiến xạo, nói tôi ăn cướp sợi dây chuyền của người ta, rồi bị má tôi đánh bầm người luôn chứ gì. À, thì ra mày ghét Tư Mo nên ghét luôn tao chứ gì. Cầm đi, lấy tiền á mua cái gì ngon ngon cho hai má con mày ăn. Sao? Dây ít hả? Cầm đi, cũng khổ như nhau mà thôi. Nhưng mà mỗi người mỗi kiểu, tao á chỉ mướn trọ phòng bà Tư Mo mà thôi, chứ không có quan hệ gì với bà hết á. Tao thì hay mua chú chiên của má mày. Tao có hỏi tên mày nhưng má mày không có trả lời. Má tôi bị câm mà. Vậy mày tên gì? Suke. Cầm đi Suke. Hàng xóm mà. Cầm đi. Cảm ơn chị. Sài Gòn rộng lớn mênh mông, biết đâu tìm chồng. Ai mà giống nhau quá vậy ta? Gì vậy cho nổi? Dạ, xin lỗi chú hai. Chú hai ơi, cho tôi hỏi thăm, có cái em mặc áo đẹp đẹp, đẹp đẹp á, màu đỏ đỏ, mới lên xe bông bánh, có phải tên là Lam không ạ? Lam nào ở đây mà Lam? Không, Lam vợ ở đây. Ông bị khùng hả? Dạ không. Vợ nào ở đây? Dạ. Biết cho người ta làm á? Dạ nhưng mà... Biết? Dạ, dạ được rồi, dạ. Dạ mới về. Ừ. Ủa anh Tuấn đâu rồi anh? Thằng Tuấn? Ừ. Chắc giờ này đang tắm biển á. Hả? Ai vậy? Nói về quê tới hôm qua rồi. Nó không nói em nghe hả? Ồ nhà anh có chuyện gì hay sao vậy? Ừ, đâu có chuyện gì đâu. Chắc đi tìm bồ nó đó. Em thấy bồ nó chưa? Anh nghĩ bồ nó đẹp lắm, cho nên đốt sĩ tư tìm từ bữa giờ luôn á. À, nếu vậy thì anh ăn phần của ảnh luôn đi.
xôi còn nóng á. Trời ơi, anh đâu có thích ăn ba cái xôi ngọt này đâu. Sao chị mua xôi gà, xôi lạp xưởng, xôi tôm khô gì đó ăn cho nó ngon. Nè, chưa ra khỏi nấu cơm nha. Cậu ba có xôi đó, em ăn là món tới khuya rồi. Để cho chị mua vé phòng thưởng của em hát đi. Anh vừa phải thôi nha anh Du. Anh không muốn cho em ở đậu nữa thì anh nói đại một tiếng đi. Nè, không còn tôi có nhà đâu, đừng có đó mà nhõng nhẽo. Một lát nữa đó, khóa cửa cẩn thận. Anh tới giờ lên ca rồi, nhớ nghe chưa? Ê, ê chứ thân em tìm ai khu này hả? À, em đâu quen ai ở đây đâu. Không có quen ai vậy chứ đi đâu rảo rảo mấy bữa nay vậy? Dạ, em đi kiếm phòng trọ để xin ở ghép. Ở ghép? Dạ. Em còn đi học hay đi làm? À, em làm công nhân ở xí nghiệp may gần đây nè. À, gần xe tay mà. Dạ. Nhưng hết phòng rồi. Dạ em biết rồi. Bữa trước á em có xin chị gì đẹp đẹp ở trong này nè cho ghép mà chị không chịu. Con nhỏ trong này hả? Dạ. Trời đất ơi, con nhỏ đó là chúa khó chịu đó. Tôi là chủ khu trọ này nè, mà tôi nói nó còn không nghe nữa mà. Hay ơi. Ồ, nhìn cái mặt coi bộ cũng đẹp gái dễ sợ nha. Ê, làm công nhân đủ ăn không vậy cưng? Nhín nhín thì cũng đủ chị. Với lại em còn đang thử việc, cho nên là lương còn thấp. Được làm chính thức thì lương mới cao. Thử việc lâu không em? Em cũng không rành nữa, chắc tùy tay nghề mình đó chị. À, ê, mới nhắc nó về rồi kìa, để chị nói nó giùm cho nghe. Dạ. Ê nè, làm chị? Vô đây chị nói nghe nè, vô đây. Em cứ thơm chị. Thảo á, cái em cho nhỏ nở ghép với, tội nghiệp lắm. Đạp xe đi kiếm vòng vòng mấy bữa nay mà chưa có chỗ ở. Cô này là gì của chị? Hả? Mới quen tới thì á. Với lại hai chị em gái ở chung hủ hỉ cũng vui. Rồi tới tháng cái chia đôi tiền nhà, tiền nước, tiền điện cũng đỡ. Ha? Tôi thiếu tiền nhà chị tháng nào chưa? Tôi muốn quen ở với người lạ. Thôi, tùy cưng vậy. Tại tật tư hay thương người vậy mà. Thôi, chịu khó đi chỗ khác kiếm đi cưng. Ừ. Có chuyện bất ổn nha. Ê, tên gì? Dạ, em tên Liên. Liên tức là bông sen đúng không? Dạ, em sống ở chùa từ nhỏ tới lớn. Vậy sao không ở luôn trong đó cho nó yên? Chắc tại là em không có duyên. Cái gì cũng phải có duyên mà chị. Cũng giống như em muốn ở ghép chung với chị mà không được á. Sao biết là không được? Dạ, chị nói vậy là muốn thèm dọn tới đi. Chị, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm luôn á. Khoan cái mừng. Ở trước coi sao đã. Nếu mà không hợp á thì kiếm chỗ khác nha. Dạ em biết rồi mà. Vô chơi chút không? À, thôi em phải về. Mai em ghé rồi chị dẫn em qua báo với chủ nhà nha. Ừ. Em cảm ơn chị, em về. Forever, 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 long, 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 along, 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 along.
Ủa, gương đồ nhà cũ vậy? Anh chọc em hoài. Chọc gì? Cái gương đồ đâu vậy? Em tìm được chỗ trọ rồi. Gần chỗ làm hơn là ở đây. Với lại á, em ở với chị em gái thì tiện hơn. Vô đây. Ơ, em không giỡn nha. Muốn đi đâu thì đi, nhưng mà chờ Tuấn nó về. Nhà của anh chứ phải cái chợ đâu. Muốn đi thì đi, muốn ra là ra. Tại hôm nay em coi lịch thấy ngày tốt, muốn chuyển đi cho hơn thôi mà. Biết kỹ bản thân mình thôi à. Làm ơn thử anh chút xíu đi. Là sao? Không hiểu hả? Thằng Tuấn nó đưa em về đây, lỡ nó giờ không thấy em á, nó hỏi anh trả lời sao đây? Nó rước em từ trên chùa xuống, là trách nhiệm của nó bảo vệ em. Vậy anh Tuấn anh có nói chừng nào anh về không? Không biết. Nhưng mà nó phải về sớm, còn đi làm nữa chứ. 3-4 tháng ở được, còn 1-2 ngày nữa. Sao muốn cắn này sao mà gấp dữ vậy? À, Nè, lỡ gom đồ rồi, làm ơn tiễn thằng sao sạc đi giùm tôi luôn đi. Nhìn ổng á, muốn chướng con mắt lên hả? Sự đồn trọng quá. Biết tìm là có đáng tin. Kia kìa anh, quẹo đây nè. Đâu em? Đây nè. Cô gái này giờ đi vắng rồi. Giờ sao đây? Em có chìa khóa nè. Ê, anh về nha. Ơ, khoan, anh vô nhà chơi uống với em ly nước rồi về. Thôi, ý tứ chút đi. Phòng này có riêng em đâu mà lại rủ rê như vậy. Thiệt tình. Vậy mà cũng đòi ra ở riêng nữa. Anh không an tâm chút nào hết á. Dạ thì có gì anh chỉ bảo thêm cho em. À với lại á, ở nhà em có nấu cơm canh xong hết rồi đó. Anh về hâm nóng lại rồi ăn nha. Thôi, kệ anh đi mà. Đã dứt tình ra đi rồi mà còn dặn dò nấu nướng gì nữa. Anh kỳ quá à, dứt tình gì mà dứt tình. Em cảm ơn anh với anh Du còn không hết nữa. Nhưng mà tại em thấy em ở với chị em gái thì tiện hơn. Ở với người lạ phải cẩn thận ý tứ nha Ly. Dạ em biết rồi. Nếu có gì không ổn á thì cứ quay về, đừng có ngại ngùng gì hết á, nghe chưa? Dạ anh yên tâm. Thôi khóa cửa nẻo cẩn thận. Giờ anh về đây. Dạ, vậy anh về nha. Mai gặp anh ở xí nghiệp. Thank you.
Ủa, mới tới hả? Dạ. Mới tới vậy mà phải dọn dẹp liền, có quải không? Chuyện nhỏ xíu mà chị. Tấp đại ngoài đó đi, có người dọn. Đi vô trong nhà đi, đóng cửa lại. Xóm này á, nhiều chuyện lắm, tao ghét bị dòm ngó. Dạ. Sao anh Tuấn cứ uống cà phê sữa hoài vậy? Anh Tuấn bây giờ đó mà uống một ly cà phê đen cầm một miếng thuốc hút là y như là mấy ông thất tình đó. Thì nói tôi đó hả? Không lẽ em nói em? Sao chị không lo gì cơm nước đi? Em á, em nhỏ tuổi hơn anh mà anh cứ kêu em bằng chị hoài à. Tôi quen miệng thôi, lịch sự mà. Chứ không phải là chê em già em xấu hả? Em á, em còn độc thân, bạn trai em còn chưa có. Mà cứ kêu em về lo cơm nước, chồng con làm như á, em có chồng con đề quề vậy đó. Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Anh Tuấn, bây giờ anh khai thiệt đi, em muốn nghe sự thật. Vụ gì? Vụ anh với con nhỏ Ý Liên á. Nếu chị thắc mắc gì về Liên á thì chị cứ hỏi, tôi trả lời. Ông đó, anh với Liên là người dân khác họ đúng không? Sao dạo này anh về quê hoài vậy? Ừ, tôi có chuyện riêng. Chuyện riêng là chuyện gì? Chị biết sao vậy? Đã gọi là chuyện riêng thì làm sao nói được. Gia đình của anh đang chọn ngày lành tháng tốt để cho anh với con nhỏ Ý Liên cưới nhau không? Anh có tiền đi, anh đừng có giấu em nữa. Anh khai thiệt cho em biết đi. Trời ơi, dạ nói lúng túng như vậy. Tôi thì sao cũng được hết. Nhưng Mỹ Liên là con gái mới lớn, chị nói như vậy tội nghiệp nó. Anh có tiền cỡ. Vậy là anh với con nhỏ Ý Liên không có chuyện gì hết đúng không? Mệt quá, chuyện này dừng đây đi. Em á hả, em còn tưởng anh với nó có gì với nhau á hả? Đã hả, em đi nó, em sẽ đi nó, xấu chán nó luôn. Hay quá, nhẹ nhàng, vậy là cuối cùng không có gì hết. Tôi bắt đầu sợ chị rồi đó. Chị ngồi đi mình đi. Tụi bay đuôi hả? Khách vô kìa. Trời má ơi, tụi bay ra tiếp ông đi đến rồi. Tụi bay phải tính sao chứ? Hay là nạnh tao? Trời ơi, trời ơi, chát ghê luôn vậy. Trời.
Phải chủ đây không? Em nè. Cho năm nay vẫn cứ chủ ra chủ. Ủa anh năm nay mới đến chơi lần đầu hả? Xin lỗi em chủ, năm nay này không có rảnh rang mà để đi chơi bời. Năm nay này đi tìm người yêu giống. Nó bỏ đi không một lời từ biệt chú ơi. Chà, ca thì khó à nha. Mà sao ông anh á lại vô quán em tìm người? Bởi vì nó bằng trong quán này, chính mắt na thấy rõ ràng. Rồi nó có chịu nhìn ông anh không? Không, chưa kịp kêu nó lăn bánh mất tiêu rồi. Chú ơi, trả nó về với gia đình giùm tôi đi. Nó ở dưới quê, chân lắm tay bùn, người thật thà, mới bảnh không mất ra, nó không có biết gì đâu. Nó ở đây tu nghiệp lắm, trả nó về đi chỗ. Ê, thằng cha già lụ đạn xì hơi kia. Bộ ông uống mật gấu hả? Nè chú nè, mình là người lớn nhau nha. Nói chuyện phải văn mới là sợ nha. Bây giờ cần bao nhiêu chú có nói. Năm nay đủ sức lo cho em trở về chung cũ. Ê, văn mình cái nỗi gì nói chuyện đắc hiểu gì hết vậy? Muốn chịu con nào? Đó, cả bầy đó. Lựa đi rồi chỉ mặt đặt tên. 100 triệu đứa. Người sang trọng mà xài cái 500 không á? Chồng tiền đủ á, cho dẫn đi cái rùm. Ê, chỗ. Xin lỗi. Chỗ à, người của nó tìm là cành nhà lá ngọc. Chỉ xương sao học lộ vậy, tôi lộ biết chừng nào mới ra. Trời ông nội, nó ai xương sao học lộ vậy? Rõ xỉn nói gì đó. Em không làm gì mà đúng là cái ngày gì á, xui từ sáng tới chiều. Chú ơi, trả làm cho tôi chú ơi. Tụi bay coi bộ vô tư quá ha. Đụng chuyện á chỉ biết cười thôi, không biết làm cái gì hết trơn á. Đủ bóng cơm. Thôi đi tụi bay. Đẹp chủ hoài. Trời ơi. Ủa trời, đẻ đầu xuống.